Erik Ten Hag muốn mua sao trẻ mới nổi của Arsenal. Cầu thủ Luis Suarez trở lại ngoại hạng Anh. Real Madrid đã hoàn thành chuyển giao thế hệ. Erik Ten Hag muốn mua sao trẻ mới nổi của Arsenal. Arsenal lo lắng khi mà Man đỏ, Man City, Liverpool và Chelsea đang nhăm nhe cuống Ethan Nwaneri. Sao trẻ vừa lập hàng loạt kỳ tích tại ngoại hạng Anh. Code Offside dẫn nguồn trang Twitter The Secret Scout tiết lộ MU, Man City, Liverpool lẫn Chelsea đều nhăm nhe cuống sao mai thuộc biên chế của Arsenal, Ethan Nwaneri. Tại vòng 8 của giải ngoại hạng Anh, Arsenal đã xuất sắc đánh bại Brentford 3-0 để đổi lại ngôi đầu bảng ngoại hạng Anh. Đáng chú ý là vào phút thứ 90, huấn luyện viên trưởng Mikel Arteta quyết định rút Fabio Vieira ra và thay thế bằng Nwaneri, qua đó giúp cho cầu thủ này thiết lập những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Theo thống kê, Nwaneri, 15 tuổi, 181 ngày, chính thức vượt Cesc Fabregas, 16 tuổi, 5 tháng, 24 ngày, để trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân trong lịch sử của Arsenal. Không chỉ có vậy, kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân tại kỷ nguyên ngoại hạng Anh của Harvey Elliott của Liverpool năm 2019 khi mà mới 16 tuổi 30 ngày, lẫn lịch sử giải vô địch quốc gia Anh của Derek Forster, Sunderland năm 1964, 15 tuổi, 184 ngày, cũng bị Nwaneri phá vỡ. Trưởng thành từ lò đào tạo của Arsenal, Nwaneri sở hữu nhãn quan chiến thuật lẫn khả năng đi bóng xuất sắc, như vậy anh có thể thi đấu mọi vị trí trên hàng tấn công. Mùa giải 2022, Nwaneri có bước phát triển vượt bậc khi lần lượt khoác áo đội U18, U21 đến đội 1 của Arsenal. Tại cấp độ đội tuyển quốc gia, sao mai này lần lượt chơi cho đội U16 với 6 trận 1 bàn, lẫn U17 nước Anh với 3 trận ghi 1 bàn. Càng sốc hơn nếu như biết Nwaneri vẫn đang là học sinh của trường trung học S. John. Sau Bukayo Saka và Emily Smith-Rowe, người hâm mộ kỳ vọng Nwaneri có thể trở thành niềm tự hào mới của lò đào tạo trẻ Arsenal. Tuy nhiên thì việc sao mai này tỏa sáng cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ những đội bóng lớn. Vài năm qua, Arsenal không mất cầu thủ giỏi vào tay các cầu thủ cạnh tranh. Dù đang thi đấu tốt, đội chủ sân Emirates khó có thể so sánh với MU, Man City, Liverpool hay Chelsea về tiềm lực tài chính. Cũng vì lẽ này, huấn luyện viên trưởng Mikel Arteta mới gấp rút đưa Nwaneri lên đội 1, kèm theo với đó là những lời hứa hẹn về tương lai để không đi vào vết xe đổ trong quá khứ. Cầu thủ Luis Suarez quay trở lại giải ngoại hạng Anh. Sau màn trở về của Diego Costa, ngoại hạng Anh lại chuẩn bị đón chào thêm một trung phong từng là mưa làm gió khắp châu Âu khác là Luis Suarez. Có một sự thật là ngoại hạng Anh năm nay trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều nhờ sự xuất hiện của những tiền đạo hàng đầu thế giới. Chưa kể đến Cristiano Ronaldo, cuộc cạnh tranh của Erling Haaland, Darwin Núñez hay mới đây nhất là cả Diego Costa đang khiến cho giải đấu cấp độ cao nhất xứ sương mù trở nên nóng hơn bao giờ hết. Chưa dừng lại ở đó, người hâm mộ giải đấu này nhiều khả năng sẽ được chứng kiến một siêu sao từng khuynh đảo nước Anh tiếp tục thi đấu tại sân chơi này. Theo tờ ESPN, tiền đạo Luis Suarez nhiều khả năng sẽ cập bến ngoại hạng Anh ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới ngay khi mà kết thúc hợp đồng với đội bóng hiện tại. Cụ thể, chủ tịch của câu lạc bộ Nacional, đội bóng mà Suarez đóng khoác áo tại quê nhà Uruguay đã cho biết rằng tiền đạo 35 tuổi sẽ rời đi ngay khi mùa giải kết thúc vào tháng 11 tới. Theo đó, mặc dù đã có những nỗ lực của câu lạc bộ để giữ chân cựu sao Barca ở lại, nhưng dường như mong ước của cầu thủ này vẫn là quay trở lại châu Âu. Ngoài ra, nhiều khả năng Suarez sẽ tái ngộ đồng đội cũ, người từng cùng anh làm mưa làm gió khắp sân cỏ ngoại hạng Anh và hiện đang là huấn luyện viên trưởng của Aston Villa, Steven Gerrard. Trong quá khứ thì cả hai đã từng là cặp bài trùng gieo rắc nỗi ám ảnh với mọi đội bóng tại châu Âu trong màu áo của Liverpool, đến mức giới chuyên môn còn cho rằng Suarez phiên bản thời bây giờ còn tốt hơn khi chơi cạnh Messi. Nếu như gia nhập Aston Villa thì không chỉ Gerrard, tiền đạo người Uruguay cũng sẽ tái ngộ một người đồng đội cũ khác là Coutinho. Cả hai đều đã từng chơi cạnh nhau trong màu áo của Liverpool trước khi cùng gia nhập Barcelona. Tuy vậy, sự nghiệp tại Tây Ban Nha của họ lại có phần trái ngược nhau. Dù sao, thông tin Suarez chuẩn bị tới ngoại hạng Anh khiến cho người hâm mộ giải đấu này chắc chắn không khỏi mong chờ. Erling Haaland vẫn đang quá áp đảo kể từ khi chuyển đến Man City. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của tiền đạo người Uruguay cũng như là Diego Costa, trước đó thì những cuộc cạnh tranh sắp tới chắc chắn sẽ rất khó lường. Real Madrid đã hoàn thành chuyển giao thế hệ. Câu lạc bộ Real Madrid đang có phong độ rất tốt trong giai đoạn đầu mùa giải mới 2022-2023. Họ chưa để thua bất cứ trận đấu nào với chuỗi 8 trận thắng liên tiếp trên các mặt trận. Có thể nói đây chính là thành quả của một quá trình chuyển giao thế hệ hết sức thành công của câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha. Trong hai trận đấu gần đây nhất, một tại La Liga và một tại Champions League, Real Madrid đều gặp những đối thủ khó chơi là Atletico Madrid và RB Leipzig, nhưng họ đều có được những chiến thắng thuyết phục. Đáng chú ý là trong hai chiến thắng này, đó là sự vắng mặt của chân sút chủ lực Karim Benzema cũng như là Toni Kroos không đá chính trong trận đấu gặp RB Leipzig.
khi mà những cầu thủ này không có mặt trong đội hình chính mà Real Madrid vẫn đủ sức chiến thắng những đối thủ mạnh. Những đối thủ khó chơi thì đã có thể khẳng định quá trình chuyển giao thế hệ mà Real Madrid tiến hành từ những mùa giải trước đã hoàn thành với kế hoạch hết sức khả quan. Khi mà những trụ cột giúp cho Real Madrid lên đỉnh vinh quang trong những năm qua như là Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, tuổi tác ngày càng cao, những ngày tháng có thể cống hiến với phong độ đỉnh cao ngày càng ít đi, thì chủ tịch của câu lạc bộ Real Madrid là Florentino Perez đã cho tiến hành chuyển giao thế hệ. Khác với phong cách chỉ đưa về những ngôi sao để tạo nên một giải ngân hà như trước đây, phong cách mà chủ tịch Florentino Perez chọn vào lúc này là trẻ hóa đội hình, đầu tư vào những cầu thủ trẻ xuất sắc để hướng tới một tương lai lâu dài hơn, ổn định hơn. Chính vì vậy mà những cầu thủ trẻ như là Eder Militao, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Rodrigo, Vinicius Junior được đưa về, được đào tạo và được tạo cơ hội ra sân để tích lũy kinh nghiệm. Và có thể nói là Real Madrid đang hướng tới quả ngọt từ chiến lược này. Nếu như nói ở những mùa giải trước, các cầu thủ trẻ như là Rodrigo, Vinicius Junior, Federico Valverde, còn cầu các đàn anh như là Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos dẫn dắt, tỏ ra còn khá non nớt và thiếu bản lĩnh nếu như còn chơi độc lập tác chiến, thì ở mùa giải mới 2022-2023, những cầu thủ trẻ này đã có những bước tiến vượt bậc. Có thể thấy khi mà đối đầu với những đối thủ khó chơi như là Atlético Madrid và RB Leipzig, dù không có mặt chân sút chủ lực ở mùa giải trước là Karim Benzema, thì các cầu thủ trẻ đã không còn tỏ ra lúng túng khi thiếu đi sự phối hợp của đàn anh, mà đã đủ tự tin và bản lĩnh để bước ra khỏi cái bóng của đàn anh, thậm chí là tỏa sáng rực rỡ. Những Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Rodrigo, Vinicius Junior đều đã thể hiện được bản thân khi được đánh đá chính ngay từ ban đầu, thậm chí là cho thấy đủ khả năng thay thế hệ cựu binh tuổi tác đã đè nặng trên vai. Chính vì chiến lược này mà Real Madrid chưa từng lo ngại khi để cho những cựu binh ra đi, mà cụ thể ở đây là những Ronaldo, Casemiro, Rafael Varane đều được cho phép ra đi nếu như có mong muốn, và câu lạc bộ gần như lập tức có những sự thay thế tương xứng. Thậm chí nếu như Luka Modric và Toni Kroos giải nghệ hoặc ra đi sau mùa giải 2022-2023 kết thúc, thì Real Madrid vẫn đang có sẵn những Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga đều có thể gánh vác khu vực giữa sân, lấp đầy chỗ trống mà Luka Modric và Toni Kroos để lại. Thậm chí chiến thuật thi đấu mà Real Madrid đang sử dụng cũng thiên hướng sử dụng ưu thế của các cầu thủ trẻ, khi thường xuyên sử dụng những đường truyền chọc khe để tận dụng tốc độ nhằm phá hệ thống phòng ngự của đối phương, hoặc là những pha pressing tầm cao cực kỳ dát với sức dướn cùng với sức bền rất tốt. Với việc Luka Modric tuyên bố sẽ giải nghệ, Toni Kroos cũng cân nhắc đến việc ra đi sau mùa giải năm nay, thì những cầu thủ trẻ mới này là tương lai của Real Madrid. Chuyển giao thế hệ thành công chính là nền tảng để câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha tin tưởng vào việc duy trì sức mạnh cũng như là duy trì được thành công của câu lạc bộ không đi xuống lâu dài trong tương lai. Cầu thủ Luis Suarez quay trở lại giải Ngoại hạng Anh. Sau màn trở về của Diego Costa, Ngoại hạng Anh lại chuẩn bị đón chào thêm một trung phong từng là mưa làm gió khắp châu Âu khác là Luis Suarez. Có một sự thật là Ngoại hạng Anh năm nay trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều nhờ sự xuất hiện của những tiền đạo hàng đầu thế giới, chưa kể đến Cristiano Ronaldo, cuộc cạnh tranh của Erling Haaland, Darwin Nunez hay mới đây nhất là cả Diego Costa đang khiến cho giải đấu cấp độ cao nhất xứ sương mù trở nên nóng hơn bao giờ hết. Chưa dừng lại ở đó, người hâm mộ giải đấu này nhiều khả năng sẽ được chứng kiến một siêu sao từng khuynh đảo nước Anh tiếp tục thi đấu tại sân chơi này. Theo tờ ESPN, tiền đạo Luis Suarez nhiều khả năng sẽ cập bến Ngoại hạng Anh ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, ngay khi mà kết thúc hợp đồng với đội bóng hiện tại. Cụ thể, chủ tịch của câu lạc bộ Nacional, đội bóng mà Suarez đang khoác áo tại quê nhà Uruguay, đã cho biết rằng tiền đạo 35 tuổi sẽ rời đi ngay khi mùa giải kết thúc vào tháng 11 tới. Theo đó, mặc dù đã có những nỗ lực của câu lạc bộ để giữ chân cựu sao Barca ở lại, nhưng dường như mong ước của cầu thủ này vẫn là quay trở lại châu Âu. Ngoài ra, nhiều khả năng Suarez sẽ tái ngộ đồng đội cũ, người từng cùng anh làm mưa làm gió khắp sân cỏ Ngoại hạng Anh và hiện đang là huấn luyện viên trưởng của Aston Villa, Steven Gerrard. Trong quá khứ thì cả hai đã từng là cặp bài trùng gieo rắc nỗi ám ảnh với mọi đội bóng tại châu Âu trong màu áo của Liverpool, đến mức giới chuyên môn còn cho rằng Suarez phiên bản thời bây giờ còn tốt hơn khi chơi cạnh Messi. Nếu như gia nhập Aston Villa thì không chỉ Gerrard, tiền đạo người Uruguay cũng sẽ tái ngộ một người đồng đội cũ khác là Coutinho. Cả hai đều đã từng chơi cạnh nhau trong màu áo của Liverpool trước khi cùng gia nhập Barcelona. Tuy vậy, sự nghiệp tại Tây Ban Nha của họ lại có phần trái ngược nhau. Dù sao, thông tin Suarez chuẩn bị tới Ngoại hạng Anh khiến cho người hâm mộ giải đấu này chắc chắn không khỏi mong chờ. Erling Haaland vẫn đang quá áp đảo kể từ khi chuyển đến Man City. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của tiền đạo người Uruguay cũng như là Diego Costa, trước đó thì những cuộc cạnh tranh sắp tới chắc chắn sẽ rất khó lường.